Vâng, hiện tại thì em Thành đang có mặt tại khu đồ giá tại thôn Thanh Lợi, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Phía trước mặt quý anh chị có thể nhìn thấy đây là những thửa đất đã được làm hạ tầng rất là đồng bộ rồi. Với lòng đường rộng khoảng 7 mét và những ô đất được phân chia ra thì mặt tiền rất là rộng khoảng 10 mét và sâu hơn 10 mét. Đấy, những ô đất rất là vuông vắn và hạ tầng đã làm rất là đồng bộ, sạch sẽ. Đấy, và những thửa đất này thì rất là rẻ, rẻ như đất nông nghiệp. Mà hiện trạng đất thì đất đấu giá, mục đích sử dụng là đất ở lâu dài. Mà giá trị thì những thửa đất này chỉ có 3 đến 4 triệu trên 1 mét vuông. Nếu quý anh chị và nhà đầu tư quan tâm những thửa đất này thì đầu tư rất là hợp lý, vì là đất đấu giá pháp lý rất là rõ ràng. Những thửa đất này thì cách trung tâm Hà Nội không quá xa, chỉ hơn 30 km, rất là gần. Và giá trị thửa đất thì rẻ như đất nông nghiệp, có thể là đầu tư sinh lời hoặc là đầu tư để giữ tiền cũng rất là hợp lý. Đây, hạ tầng rất là rộng. Và những thửa đất này thì mặt tiền là khoảng 10 mét và đã có hệ thống là cống thoát nước, và đường trước đất thì rộng khoảng 8 mét. Và phía xa xa chính là một view cánh đồng rất là thoáng. Từ vị trí thửa đất mà ra tỉnh lộ 419 hướng đi Ba Thá và Chùa Hương cũng chỉ cách 500 mét so với khu đất. Đó, nếu quý anh chị và nhà đầu tư sở hữu những thửa đất mà pháp lý rất rõ ràng, đất đấu giá tại khu vực xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp em Thành qua website hungthanhlen.com hoặc qua số điện thoại 0919 368 389, và không bỏ lỡ một video flycam giới thiệu toàn cảnh về khu đất. Em Thành, phóng viên bất động sản Vendo tọa lạc tại Mỹ Đức. Cảm ơn quý chị và nhà đầu tư.